Trời đất, cái gì vậy nè? Nè, cái cô nhân viên mà đi cà thọt đó, cái cô làm ở gian hàng số 5, cô đang làm cái trò gì vậy? Cho cô ấy nghỉ việc ngay lập tức. Mẹ. Tôi không chấp nhận một nhân viên như vậy được. Mẹ. Lên xe đi. Tôi xin lỗi vì mình đã gây ảnh hưởng gián tiếp đến cô. Hôm nay tôi mời cô một bữa, coi như để tạ lỗi với cô, được không? Anh cảm thấy chúng ta không phù hợp là thật. Anh cầu chúc cho em sớm tìm được người đàn ông tốt hơn anh. Anh nói gì vậy? Chúc em hạnh phúc, chào em. Jimmy. Alo, Jimmy.